Hi, xin chào mọi người. Chào mọi người lại đến chủ đề sửa xe. Chủ đề hôm nay mình đang có nhận Vespa trong tình trạng là khách nói nóng máy là chết nghe mọi người. Thì vấn đề chết thì nó nhiều vấn đề lắm, nhưng mà quan trọng là cái kinh nghiệm thợ họ chạy để họ đánh giá được cái vấn đề là xe nó đang lỗi chỗ nào nha mọi người. Thì hôm nay mình đang nhận nó thì mình sẽ quay lại cái hiện tượng nó để cho mọi người tham khảo. Thì mình đang chạy thử xe nha mọi người. Sau đó mình sẽ nói chung là vừa chạy vừa quay á, nó rất là nguy hiểm, nhưng mà mình vẫn muốn là quay để cho mọi người xem được cái vấn đề của nó là nằm chỗ nào. Thì mọi người nhớ đăng ký để đón nhận cái video mới giúp mình nha, để mình ra cái video mới nha mọi người. Rồi bắt đầu mình sẽ chạy xong mình sẽ nói cái vấn đề mà khách nói. Thì khách nói trong tình trạng là khách nói là chạy nó nóng nó chết người, nhưng mà đạp là nổ nha. À, nó có cái chỗ là đạp là nổ nha mọi người. Nếu mình xi ra thì nó không có liên quan gì bình xăng nha mọi người. Tại đạp nổ rồi thì mình không có liên quan gì bình xăng hết. Còn vấn đề hơi á thì có khả năng là hơi cũng 50-50 nha mọi người. Có thể hơi nó cũng bị vấn đề này nha mọi người. Thì nói chung là bệnh xe thì nó nhiều lắm. Thì giờ mình sẽ về nhà mình kiểm tra coi cái vấn đề nó nằm chỗ nào nha mọi người. Để mình tắt máy mình chạy về, hơi nguy hiểm nha mọi người. Rồi bắt đầu mình đã chạy về tới tiệm rồi mọi người. Thì mình đã nói cái rõ cái hiện tượng đó cho mọi người xem, và mình cũng chạy để mình thấy được cái vấn đề của xe này nó nằm chỗ nào nha mọi người. Rồi bắt đầu mình sẽ tháo cái yên ra để mình hướng dẫn mọi người kiểm tra nó lỗi chỗ nào nha mọi người. Rồi đầu tiên á, mình sẽ kiểm tra thì theo cái đánh giá của mình á, cái vấn đề này nó không liên quan tới bình xăng, mình sẽ loại bình xăng nha mọi người. Tại mình chạy xe rồi mình có cảm giác, đó là cái kinh nghiệm mỗi người thợ người ta sẽ chạy thử xe rồi người ta đánh giá nha mọi người. Thì đầu tiên á, mình đã thấy được cái vấn đề của nó, vì sao, vì mình đã chạy xe nhiều mọi người, thì mình thấy được cái vấn đề là do cái cuộn này khả năng cao nó bị chạm cuộn nha mọi người. Có nghĩa là cái sạc 3 pha này á, là nguyên tắc á, là nó là 3 pha này nó chỉ thông với nhau thôi, chứ nó không ra thông ra mát nha mọi người. Tại cuộn 3 pha là nó không có thông với mát. Giờ mình sẽ lấy một dây mình đo để quẹt ra sườn nha mọi người. Rồi bắt đầu là mình sẽ ghi một cái dây vô để mình quẹt ra sườn để mọi người thấy được cái lỗi của nó là nằm chỗ nào nha mọi người. Rồi bắt đầu mình sẽ quẹt. Anh kỹ thuật quẹt á, anh kỹ thuật. Để mình nhờ anh kỹ thuật này quẹt cái này. Không phải. Cái dây quẹt ra mát á. Đây anh kỹ thuật anh sẽ quẹt ra nha mọi người. Đó, mọi người thấy nó sạc lửa không? Đây, đó. Chưa thấy rõ đây này, ở đây rồi đâu quẹt luôn. Quẹt ít nó sẽ ít phải không, cầm được chặt à, không quan quẹt vô mát thôi, vô mát bình đi cho nó rõ hơn nè. Đó, nó sẹt nha mọi người thấy nó sẹt không, nó sẹt đó, nó cái đó nè, nó sẹt đó. Rồi được đó, có anh kỹ thuật anh đó quẹt ra là nó thông ra mát nha mọi người. Nó sẹt rất là nhỏ, có nghĩa là 3 pha này là nguyên tắc là nó không có thông ra mát nha mọi người. Nếu mà mọi người mà chạy cái dòng 3 pha mà nó thông ma mát như vậy là nó sẽ chết máy nha mọi người. Đó là cái vấn đề của nó là lỗi cuộn. Bây giờ mình sẽ đo thử cái dòng nạp để xem được khi lỗi cuộn như vậy thì cái sạc nó có bình thường hay không, để mọi người tham khảo khi mình đo bằng đồng hồ nha mọi người. Rồi để mình lấy cái đồng hồ mình đo nha mọi người. Rồi bắt đầu mình đang đo dòng nạp nha mọi người, thì mình cho anh kỹ thuật này, nhờ anh kỹ thuật cầm để mình đo cho mọi người xem. Thì mình tháo bình ra nó chết máy nha mọi người, thì mình để hai cái này vô mình đo nè. Nó vẫn lên là gần 1A nha mọi người, thấy không? Thấy không nè, thấy. Mất rồi. Đó, thấy rồi.
khi mình lên ga cảm giác cái dòng ga nó đi xuống nha mọi người, đó là cái dòng nạp nó vẫn có nha, nhưng mà mình lên ga nó tuột mất luôn. Đó là mình đo cái cường độ dòng nạp, khi mà chết cái cuộn thì nó có hiện ra hay không thì nó vẫn hiện nha mọi người. Rồi được, gắn này lại, đúng không, lấy ra đây. Đó là mình để mình đo biết được là hư cuộn thì mình đo có dòng nạp nó có lên hay không nha mọi người. Ra được cái bình, nó vô cái nó lên gì thôi, được sai sai quay à. Đó là cái bước thứ hai là mình đo cường độ dòng nạp. Bây giờ mình đang đo là dòng nạp vào bình nha mọi người, để là mình biết được là chết cuộn nó có lên, nó vẫn lên nhẹ thôi. Đâu lên ga nhẹ, không lên ga nhẹ thôi. Thôi anh cái thật lên nè. Có nghĩa là mình lên ga nó không có lên hơn 13 nha mọi người. Nó là bước thứ hai để mình nhận ra được cái vấn đề sạc của mình có vấn đề nha mọi người. Nhưng mà mình đã kiểm tra từng bước nha mọi người. Đó. Rồi xong, hai bước là mình kiểm tra cường độ dòng nạp và dòng nạp cho mọi người xem, để xem cái cuộn điện này chết á thì nó có đồng hồ này có đánh giá được không, thì mình đo là mình thấy nó có nhận ra được nha mọi người. Có nghĩa là nó nhận ra cái dòng nạp và bình yếu. Đó là cái vấn đề của mình muốn nói trong cái video này nha mọi người. Là chết thì sạc tháo ra lò. Rồi đây nha mọi người, mình đã tháo ra tới đây rồi. Bây giờ mình đang đi tìm cái cảo nha mọi người. Ở nhà mình không có cảo này nữa nên cái dòng S3 này nó rất là khó nha mọi người. Đây, cái cảo nó nhỏ xíu à, nó cái cảo Honda gì nó mình xài. Cái này lâu lâu mới có con nó rất là khó kiếm cái đầu cạo nó, thì nếu mình đi mua về có cạo thì mình tháo ra cho mọi người xem cái hiện tượng cháy cuộn nó, mà nhìn vô cháy nha. Thì cái vấn đề mà nó chạm ba pha này thì mình đã có làm video trên cái xe AB Black rồi, chính hãng Honda, thì mọi người nào muốn xem lại thì mình xem lại nha mọi người. Thì nó cũng giống nhau thôi, nguyên tắc ba pha nó không có chạm ra mát, còn nếu chạm thì nó lỗi. Đó là những cái vấn đề mà mình cho mọi người xem là chạm cuộn thì nó có ảnh hưởng gì khi mình dùng đồng hồ mình đo sạc, thì mình đã đo cho mọi người xem rồi. Thì nếu mà mọi người muốn quan tâm về vấn đề mà đo lại cái này thì mọi người link vào kênh YouTube nha. Mình sẽ ra cái video phần 2 để đo lại cái dòng sạc nó, để mọi người tham khảo về khi thay cuộn xong thì cái hiện tượng sạc nó có ok hay không nha mọi người. Rồi, xin chào mọi người. Đây là chiếc Vespa